Ôi, chào tất cả các bạn đến kênh Bình Thuận Giáo Viên nha. Hôm nay mình cũng chia sẻ với tất cả các bạn cùng xem cảnh sa súc cà ná về cửa cảng các bạn ơi. Thì lời nói đầu tiên mình cũng chúc cho anh em trên ghe luôn 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 sức khỏe dồi dào nha. Đặc biệt chủ ghe đi chuyến nào là thắng lợi chuyến đó luôn nha. Đó, chiếc ghe pha súc cà ná đang tăng tốc về cửa cảng đó các bạn. Cái gì ghe tên cho đa số là ghe đều về đây đánh bắt là viết tên chủ ghe đó các bạn. Để mình coi tên chủ ghe tên gì nha, mình sẽ chia sẻ với anh em thấy chữ lợi đó các bạn. Này còn ở phía xa nha, số hiệu là Ninh Thuận là 90208TS nha. Đó, ghe thấy mặt ghe mở rất là đẹp bạn, chạy khẩm tải luôn bạn ơi. Cái này là không biết là bao nhiêu tấn cá nha, để gần gần mình anh em mình cùng đón chiêm ngưỡng cá có lên bon không các bạn. Rồi pha súc đại lợi các bạn, đó đại lợi nha, anh em mình cùng xem pha súc đại lợi zoom gần các bạn xem cho nó phê thấy không. 90268TS nha, 2008 bạn đại lợi nha. Đó, pha súc đại lợi về cửa cảng bán cá cơm bạn ơi. Ôi dáng ghé chạy khẩm tải luôn bạn, tài đang chạy tốc độ về cửa cảng bằng xé nước bạn thấy không. Thì mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh mình Thuận Giáo Yêu trong suốt thời gian qua luôn nha. Vì kênh mình làm nhiều vlog về tàu ghe ra khơi cho các bạn xem nha. Thì mình cũng muốn chia sẻ với anh em những khung cảnh ghe vào cửa cảng đẹp, mục đích mình lưu giữ làm kỷ niệm. Thì những lúc anh em về Nhan Gẩu xem được clip thì ủng hộ tặng một sức nha, chia sẻ để cho kênh mình lan tỏa rộng rãi các bạn. Ở ghe này cũng chạy chậm chậm vô cảng mà không có thấy cá lên bon, mà anh em đang ngồi trong cabin nữa, dàn cabin các bạn, không có để cá lên bon. Là nếu mà để cá lên bon là anh em là đứng lũ khủ ở trên cái bon hết tay nha các bạn. Còn anh em ngồi gần cabin chân kìa, thì đang chạy tốc độ giảm dần, không biết có vô cảng các bạn ơi. Các bạn thấy dòng pha súc đang đậu ở ngoài cửa cảng cũng khá là nhiều rồi các bạn. Nói chung là mùa cá cơm đó các bạn, thì tầm là từ tháng 5 tới tháng 8 tháng 9 như vậy, cá cơm anh em đánh rất hoạt động rất là mạnh luôn. Đó, anh em vô cảng, anh em thấy vô cảng thấy anh em tán ra, tán loạn ra bạn không, để chuẩn bị sang cá đó các bạn. Thấy mấy sọt cái cơm các bạn, nói chung là thiết kế ra thiết kế đúng đẹp các bạn thấy không, đều là lắp tích sẵn bóng lớn sạch sẽ luôn các bạn. Đó, quá tuyệt vời nha. Nhiều khung cảnh mình zoom các bạn nó hơi giật giật, anh em cũng thông cảm. Cái này là buổi sáng mà trời nó không có trong xe, nhưng mà cũng tiếp tục pha súc cà ná gì cả không. Nói chung là dòng pha súc đi đến bắt các bạn, coi nếu mà đòn ra về một ngày bèo cũng mà mấy trăm tấn cá các bạn, chớ là không có 200-300 tấn các bạn, ghê lắm cá cơm. Nói chung là vừa pha súc vừa lưới rút luôn các bạn. Nói chung là ghe nào về thì mình quay cái đó cho anh em mình xem, cũng có ghe mình quay chưa được các bạn, vì đậu 2-3 hướng mà không phải là một hướng các bạn, nên mình quay cũng rất là khó. Thì ghe nào vô cảng thì mình sẽ quay gần cho các bạn xem được. Nói chung cái cửa cảng nó rộng các bạn, ở ngoài cảng nó rất là rộng chứ không phải là vô cửa cảng. Nếu vô cửa cảng thì nó quay rất là đẹp luôn các bạn. Nhiều lúc nó quay nó đạt qua 2 mét bên cảng để sang cá các bạn, nên mình quay không có hết ghe cho các bạn xem được. Thì nói chung là ghe vô nhiều thì mình chia sẻ với anh em nhiều, còn dây ít thì mình chia sẻ, thì anh em cũng cố gắng xem và ủng hộ mình. Ở buổi sáng này không có sóng gió, thấy dây chạy rất là êm đềm các bạn ha. Này dây ở ngoài xa đó các bạn, lù lù gặp giá cào vậy đó, không chạy tốc độ khiếp không. Đó, mình chia sẻ gặp giá cào vậy cả các bạn xem, chạy lù lù vậy bạn không, chạy tốc độ xé nước bạn không, giá cào chạy tốc độ khiếp không. Mấy cái lưới nhỏ đang lộn trộn ở trước mặt đó các bạn. Ở các bạn thấy không, giờ dòng pha súc chạy cũng rất là khủng quá. Nói chung mình đa số là đặt máy giăng ma, và đa số ghe về đánh bắt đều được viết tên máy sử dụng máy gì các bạn dưới, mà tên chủ ghe rồi ơi. Có nhiều ghe thì chưa có viết tên chủ ghe hoặc máy đặt máy gì các bạn. À, tiếp tục chiếc cặp giả cào siêu to của Lagi đang tăng tốc về cửa cảng này các bạn, không biết trúng cá không, để các bạn cùng anh em mình cùng đón theo dõi và xem những clip của mình luôn nha.
Đó, thì mình cũng chia sẻ với anh em, nói chung là mình làm cái vlog này mình cũng không có hoàn hảo hoàn thiện như những anh em đàn anh đang chỉ lúc trước được, thì còn những gì còn sơ xuất thì anh em cũng cố gắng góp ý bình luận cho mình để cho mình khắc phục và sửa chữa để cho kênh mình thuận chú yêu phát triển hơn nữa nha. Thì nhờ có sự đóng góp và nhiệt tình của tất cả mọi người mà kênh mình phát triển tới ngày hôm nay, mình cũng hy vọng anh em sẽ yêu mến mình nhiều hơn, là chia sẻ để cho kênh mình nó lan tỏa một cách phóng khoáng phóng đại các bạn. Nói chung mình làm cái vlog này thì thời tiết đồ thì mình cũng chia sẻ với anh em thôi, chứ mình không có nói sàm sàm như mấy cái kênh khác thì các bạn, như là chuyện gì như là chuyện gì ta làm cái vlog về vui nhộn thì mình có thể nói trên trên trời đất được các bạn. Nhưng những ghe cộ này mình nói thì anh em chủ ghe người ta rất là kiên kỵ các bạn, mình không có thể nào mà nói tầm bậy tầm bạ được các bạn. Thì mình chỉ chúc cho anh em luôn luôn sức khỏe này nọ thôi các bạn, chứ mình không có thể nào mà nói là một cách là mình cũng biết các bạn mình phóng đại hay là qua lo gì được các bạn ơi. Nói chung là ghe này, này của người ta đóng tiền tỷ các bạn, mình làm vlog là mình quay với mình làm luôn làm chỉ kỷ niệm thôi, thì mình cũng chia sẻ thật tâm với anh em. Nó đang tăng tốc xích khô đen bằng ghê không tại về đây bơm ghê. Như mình tâm sự với các bạn đó, thì mình lên clip này cũng tâm sự với các bạn hết, anh em mà thương mình là vô ủng hộ cho mình. Cái nhiều anh em làm nói ghe ta này nọ thì nói chung là cũng không có tốt các bạn, thì mình nhiều cũng mình theo dõi cũng biết là nhiều kênh nói này nọ, chủ ghe cũng không cho, nhiều nơi là cấm cho quay luôn các bạn, chứ không phải đơn giản đơn thuần là mình quay đâu, phải mà mình ứng quay mà nó phải là bài giới của ông cố đội trên ngoại trên trời gửi xuống mà mình quay đâu các bạn, phải đơn giản làm được clip luôn các bạn. Đó, thì các bạn cũng theo dõi cũng có nhiều kênh này làm rất là lớn mạnh các bạn, mà nhiều nói nhiều lúc không có hay, để nhiều lúc hình ảnh nó phản cảm các bạn, nên nhiều anh em chủ ghe người ta cũng phàn nàn rất là nhiều luôn. Thì nhiều lúc mình muốn chia sẻ với anh em những khung cảnh sửa ghe đó các bạn, vì do một số người đã quay trước các bạn nên họ đã làm nói này nọ nên không có họ xem được, chủ ghe xem được nên họ đã không cho quay nữa các bạn. Thì chủ ghe nào cần quay thì xin mình xin quay các bạn, nhưng mà họ vẫn không cho lên cá thì họ cũng không cho quay đâu. Thì mình chia sẻ làm những khung cảnh ghe ghe vào thôi, mình thì mình cũng chúc cho anh em về sức khỏe bình an, là chủ ghe đi chuyến nào thuận lợi chuyến đó thôi. Thì mình cũng tâm sự thật tận đáy lòng của mình luôn, thì mình cũng chia sẻ cho anh em mình xem. Thì anh em cô chú anh em anh chị thương mình thì vô ủng hộ của mình và theo dõi mình, thì mình cũng chia sẻ những khung cảnh sống động cho các bạn cùng xem luôn nha. Đó, thấy chiếc xuồng đang dắt chiếc cặp giã cào siêu to của La Ghi về cửa cảng bằng chạy quýu dụm mà ghê không. Ghê không, xịt khói đen các bạn thấy không? Khủng không, quá khủng các bạn ơi. Ôi, xịt khói đen kìa, họ ảnh chạy ảnh cái chiếc giã cũng chạy các bạn, mà ảnh chạy không lợi cái dây còn dùng tè các bạn thấy không. Đó, giã cũng đang tăng tốc chạy các bạn, chiếc dây chưa có thẳng nữa không, nó chưa kéo nữa mà ảnh chạy xịt khói đen các bạn. Số hiệu là Bình Thuận là 96049 TS các bạn, chiếc này chiếc cây dây chiếc cây giả các bạn. Đó, thì chiếc đoàn của giã cào của Bình Thuận tầm từ 22 đến 23 mét các bạn, bề ngang khoảng 6 mét cử đổ lại các bạn. Đó, thì mình cũng chia sẻ với anh em còn có cá không ta, em mình cùng xem con có cá đã in bon nghe, thấy ghe cũng thẩm luôn các bạn, hồi bữa là ghe về để đầy bon luôn mà ghê đất khiếp lắm. Anh em cũng đang khoái khoái về cửa cảng không, hứng thú về nhậu bữa cho tới luôn, tới tới công chuyện luôn các bạn. Rồi, mình chia sẻ với cái dây các bạn ơi, cái dây giả đang thấy cá để anh bon này, bởi với cái dây các bạn xem nha. Đó, các bạn thấy không, số hiệu là Bình Thuận là 98527 TS, nó cặp giả cào siêu to của La Ghi về cửa cảng các bạn, dây nhờ cũng chưa vô bên các bạn, thấy để lũ cũ trên ghe các bạn ơi. Đó, đại ca nó ngồi đó, chiều nay về chắc nhậu là tới chỉ bút chỉ luôn nha, nhậu nhạc xong xuôi rồi có xem một clip vô ủng hộ cho thằng em này một lượt đăng ký luôn nha. Anh em xem được clip này thì nói chung mình đây mình cũng nhờ luôn, thì nhiều lúc anh em hỏi và giới thiệu bạn anh em mình đi ghe thì ghe của cô chú anh chị em còn thiếu bạn đi thì cứ bình luận phía dưới video để cho mình khắc phục và chia sẻ với anh em để đi đi biển luôn.
thì mình giới thiệu mình lên đây cũng nhờ cái kênh mình để nhờ đó, thì cô chú anh chị em còn thiếu bạn đi thì cứ bình luận thì comment phía dưới để cho mình giới thiệu bạn bè cùng đi ra để có thêm bạn đi, và nói chung là cũng có thu nhập đó, có tăng tốc bản xịt của đen à, nó kéo ảnh vô mà anh phải chạy tốc độ của đó các bạn, mà mức cá không thấy để bon mọi người. Em thấy không, dáng ghe chạy chuẩn đẹp không, thiết kế cabin 2 tầng rồi ha. Mấy bữa trước có cái mẫu ghe của đơn vị bạn mà thiết kế cái cabin đẹp lắm, bữa nào quay được mình sẽ chia sẻ cho anh em mình xem. Đó, anh em theo chiếc ghe giả được trực chiếc xuồng dắt vô nãy giờ suốt sông cảng đấy bạn, chạy tốc độ bạn không thể thấy cái đạp ghê không, phù 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 nước bạn ớn ăn không. Đó, chiếc giả cào chiếc công nhỏ 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 chắc cho chiếc các bạn, chiếc cái dây phía sau không cũng đạp tăng tốc vô cửa cảng luôn ạ. Để cào chiếc không đó, nó đó chiếc cào chiếc Bình Thuận cũng ra khơi các bạn. Thì nói chung là khi mà ghe ra bao nhiêu thì mình quay cho anh em mình xem bao nhiêu, nhiều lúc nháo ở đây nháo một xíu xíu cho bạn xem cho nó phê xíu bạn đỡ nhàm chán. Thì cho mình làm cái vlog thì nó kiểu là sống động về phong cảnh các bạn, thì ghe cộ nó vẫn như vậy thôi. Thì anh em mà xem được clip thì vô ủng hộ và chia sẻ với mình đó. Cái ghe phải chạy vòng rồi, chạy chích có đèn ghe không đạp cái là có phụt có đèn đóng có đèn dùng luôn bạn. Chiếc xà lan bơm dầu đậu ngay cái đường gầy của ảnh phải lạng của đường trong để đi các bạn, đang bơm dầu cho cái ghe pha súc của Khánh Hòa này các bạn. Đó, không vòng một vòng nó mới ảnh qua cỡ mới đạp khó chứ có đen ghê không, bỏ qua cô cái bốc đầu ghê không, quá khủng luôn. Tại đạp hôm nay đạp từ trong ra ngoài chứ có đen không luôn bạn ơi. Đó, các bạn thấy không, quá dữ nha. Rồi video này tạm thời kết thúc tại đây nha, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo kênh Bình Thuận Dấu Yêu nha. Rồi, mến chào đại gia đình đã ủng hộ và đồng hành kênh Bình Thuận Dấu Yêu, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.